Neville, Man United không tìm được ai tốt hơn Ten Hag. Theo cựu hậu vệ Gary Neville, ban lãnh đạo Man United không đạt được thỏa thuận với huấn luyện viên đẳng cấp nào trong mùa hè, nên tiếp tục gắn bó với Erik Ten Hag. Theo Neville, ban lãnh đạo thông cảm và giữ chân Ten Hag khi Man United thắng Man City ở chung kết cúp FA mùa trước. Cựu hậu vệ người Anh chỉ ra việc chủ sân Old Trafford đã thăm dò, đàm phán với Graham Potter, Gareth Southgate, Roberto Jezerbi và Thomas Tuchel vào mùa hè, nhưng nhận phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ. Họ tìm hiểu thị trường và xem có thể làm gì, Neville nói trên Stick to Football hôm 6 tháng 9. Tôi nghĩ nếu có một huấn luyện viên đáng kinh ngạc có thể cải thiện Man United, vượt xa những gì Ten Hag có thể làm, câu lạc bộ sẽ thay đổi. Liverpool có 6 tháng tìm người thay Jurgen Klopp, và vẫn gặp khó khăn trong việc có được những mục tiêu hàng đầu. Neville ám chỉ việc Liverpool được cho ưu tiên tuyển mộ huấn luyện viên đương nhiệm của Leverkusen, Xabi Alonso và huấn luyện viên tuyển Đức Julian Nagelsmann để kế nhiệm Klopp, trước khi chọn bổ nhiệm Arne Slot. Cùng đối thoại trong chương trình bình luận, cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher tức giận với phát biểu này, chỉ ra việc huấn luyện viên Slot khởi đầu hoàn hảo, giúp Liverpool toàn thắng và giữ sạch lưới 3 vòng đầu ngoại hạng Anh, gồm việc thắng 3-0 ngay trên sân Man United. Anh lấy đâu ra chuyện Arne Slot không phải là mục tiêu hàng đầu của Liverpool? Carragher đặt vấn đề. Tôi chắc chắn rằng họ đã hỏi và được thông báo ngay rằng Alonso sẽ không rời Leverkusen. Liverpool chắc chắn đã thực hiện cuộc tìm kiếm lớn và làm sao để biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở hậu trường. Tại sao lúc đó Man United không tuyển mộ Slot? Neville tiếp tục bảo vệ Ten Hag, chỉ ra việc huấn luyện viên Hà Lan giúp Man United đoạt 2 danh hiệu trong 2 năm liên tiếp, điều chưa từng xảy ra kể từ thời cựu huấn luyện viên Alex Ferguson. Tôi nghĩ ban lãnh đạo của câu lạc bộ nhìn vào Ten Hag và tự nhủ rằng, liệu họ có thể sa thải huấn luyện viên mang về 2 danh hiệu và không được hỗ trợ bởi cơ cấu phù hợp để đưa huấn luyện viên Hà Lan khác về được không? Cựu hậu vệ 49 tuổi bày tỏ, tại sao Ten Hag không có nền tảng phù hợp? Ông ấy đã đưa về tất cả những người mong muốn, Carragher đáp, chỉ ra việc Man United chi hơn 200 triệu USD để Ten Hag tái hợp các học trò cũ tại Ajax là Matthijs de Ligt và Nus Elmasraoui ở kỳ chuyển nhượng này, và trước đó là Andre Onana, Lisandro Martinez và Anthony. Đó là chưa kể đến những cầu thủ Hà Lan từng thi đấu ở giải trong nước như Tyrell Malakia, Wawigos hay Joshua Zizzi. 3 cầu thủ không có quốc tịch Hà Lan là Christian Eriksen, Mason Mount hay Sofyan Amrabat thì cũng có thời gian chơi bóng tại quốc gia này. Tổng cộng 11 trong số 21 tân binh mà Man United tuyển mộ dưới thời Ten Hag đều có liên hệ với Hà Lan.